ta thấy rằng ấy là cái nói cái tố chất nó phù hợp với cái ngành nào ấy thì thực ra nó cũng có những cái yếu tố cố định, tuy nhiên cái phần lớn là nó có phải có một cái sự gọi như là thay đổi để thích ứng với cái môi trường, đặc Yeah. biệt là cái khối ngành kinh tế. Như các anh chị thấy là cái Việt Nam cũng được đánh giá là một cái thị trường kinh tế nó có tốc độ tăng trưởng rất là cao. Thì khi mà nền kinh tế tăng trưởng cao ấy thì mọi chúng ta nhìn thấy rằng cái platform, những cái hoạt động kinh tế hầu như là nó thay đổi rất là nhanh, và thậm chí là có những cái lý thuyết kinh tế người ta cơ bản trước đây người ta phải càng xem lại trước cái sự thay đổi Yeah. quá nhanh của thị trường, cái sự thay đổi về về công nghệ thông tin, sự thay đổi về cái nền tảng kỹ thuật số, và những cái thay đổi về cái tính toàn cầu hóa, nó cái tốc độ tăng trưởng, cái độ thay đổi nó rất là chóng váng. Vì vậy là chúng ta phải có một cái tố chất nó cũng phải thay đổi theo. Cụ thể là ví dụ như chúng ta thấy rằng ấy là bây giờ thì chúng ta thấy là cái phong trào về khởi nghiệp, phong trào về cũng đang rất là tăng tăng trưởng rất là mạnh. Rồi cái chúng ta thấy rằng khi kinh tế thay đổi thì càng ngày càng phát triển mà, thì chúng ta thấy là cái mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp rất là cao, và trong đó cái vấn đề về năng suất á nó đặt lên hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế. Vì vậy thì chúng ta phải có những cái người làm trong lĩnh vực kinh tế á, đầu tiên nhất á, là phải có cái tố chất gọi là cái tính chất thích ứng và nhanh nhạy với thị trường. Đó là cái yếu tố đầu tiên, tức là phải chấp nhận cái sự thay đổi, và khi thị trường thay đổi thì chúng ta phải có cái sự thích ứng như thế nào một cách nhanh chóng cho phù hợp nhất. Đó là yếu tố thứ nhất. Rồi yếu tố thứ hai là tôi thấy á, là dĩ nhiên là liên quan đến yếu tố kinh tế mà, liên quan đến tư duy và giao tiếp con người nhiều, cho nên những cái yếu tố về khả năng giao tiếp, rồi về cái khả năng về tư duy, về critical thinking, như vậy cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Và thêm một cái kỹ năng nữa là cái kỹ năng mà dự báo. Cái kỹ năng dự báo trong việc làm kinh tế rất quan trọng. Nếu mà chúng ta biết dự báo trước thông tin hơn nhau là chỗ, chúng ta biết dự báo thông tin tốt thì chúng ta sẽ đạt được những cái giải pháp, chúng ta chuẩn bị những cái giải pháp tốt để chúng ta thích ứng với thị trường cách tốt nhất. Thì theo tôi á, thì tôi có những cái kết luận riêng về mặt cá nhân mà trong quá trình làm công tác quản lý và xây dựng các chương trình ở cái khoa kinh tế quản trị của Đại học Hoa Sen á, thì tôi nhận thấy rằng là tố chất đầu tiên là sinh viên có một cái sự yêu thích trong cái lĩnh vực mà mình làm, yêu thích sự khám phá cái mới, yêu thích cái sự năng động thích ứng với cái thị trường, yêu thích sự là mình có một ý tưởng nào đấy là mình biết cách để mình triển khai thực hiện ý tưởng đó luôn. Và cái tiếp theo nữa là cái khả năng giao tiếp để kết nối. Ví dụ kinh tế ở đây bạn muốn khởi nghiệp một ý tưởng gì đấy thì nó liên quan rất nhiều lĩnh vực với nhau, nó liên quan rất nhiều liên ngành với nhau. Ví dụ như là mình không phải là dân IT, cụ thể mình không phải là dân IT, dân dân công nghệ thông tin, nhưng bằng cái đầu óc kinh tế và quan sát thị trường của mình thấy có ý tưởng là phát triển một cái ứng dụng, hay là một cái chuỗi cung ứng, hay là một cái gì đấy ha, cái cung cấp dịch vụ gì đấy mà nó liên quan cái phần core giá trị của nó là liên quan đến IT, thì không phải nhất thiết là mình phải học IT mình mới làm được cái đấy, mà mình chỉ cần có những cái ý tưởng kinh tế, và mình có thể là bằng cái cách tư duy của mình có thể vẽ những cái thuật toán, những cái sơ đồ các cái bước ra thế nào, thì mình chỉ có thể là mình sẽ giao tiếp và kết hợp với partner của mình là một cái anh chuyên về IT, thì nó sẽ tạo nên những cái kết quả gia tăng rất là tốt. Thì cái xét tuyển thì có 5 phương thức xét tuyển. Xét tuyển đầu tiên thì theo cái phương thức 1 thì cũng giống như các trường khác là căn cứ theo cái quy định của bộ. Tuy nhiên trường thì cũng có những cái phương thức xét tuyển khác, đó là quan trọng nhất là xét tuyển học bạ. Thì các học sinh mà lớp 12 đó mà vừa xong học kỳ 1 là các bạn đã có thể nộp cái học bạ cho trường để có thể xem xét xét tuyển trước được rồi. Trường cũng có một cái phương thức xét tuyển mới, đó là trường có căn cứ trên những cái bộ tài liệu mà test cái chỉ số IQ ấy, thì trường và EQ ấy, thì trường cũng có cái ban nội dung soạn với cái sự tư vấn của các chuyên gia quốc tế để ra được cái bộ đề thi để test cái đấy. Thì các cái học sinh mà chưa cần phải tốt nghiệp cái kỳ thi phổ thông trung học thì có thể tham gia test cái kỳ thi này, và nếu đạt điểm chuẩn thì bạn vẫn có thể được cái công bố là có thể xem xét cái việc xét tuyển vào học cái trường đại học Quan Sơn.
Thì ngoài ở đại học sang thì ngoài những chương trình bình thường, đối với chương trình xét tuyển phổ thông bình thường đấy, thì như mọi năm đó thì có các cái chương trình thì cũng giống như cô Hạnh vừa nói là phải có cái kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ tốt thì mới làm được. Cho nên là các cái chương trình học của ở đại học Hoa Sen đấy thì có ngoài cái vấn đề về đào tạo tiếng Anh cơ bản thì có 6 môn học chuyên ngành là các bạn phải học bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Và thêm một cái chương trình mà năm nay Hoa Sen xét tuyển chính thức trong cái cuốn cẩm nang đó là chương trình Hoa Sen Plus. Chương trình này thì các học sinh sinh viên vào sẽ được học full time bằng tiếng Anh hết, sẽ học các môn bằng tiếng Anh hết. Và cái chuẩn mà xét tuyển vào ấy, thì là IELTS 5.5 cũng như các cái chứng chỉ quốc tế tương đương thì các bạn sẽ được xét tuyển, xem xét xét tuyển vào học cái chương trình Hoa Sen Plus. Thì cũng giống như chương trình của các trường quốc tế khác thì các bạn tiếp tục sẽ được đại khái là đổ bê tông, đi dùng cái từ đó cho nó vững đi, thì tiếng Anh tiếp tục dựa trên cái nền 5.5 đấy thì để các bạn đạt chuẩn, để các bạn có thể học được liền những cái môn học mà bằng tiếng Anh luôn. Thì cái chương trình Hoa Sen Plus là được xem là cái chương trình cũng là khá là đặt nhiều cái tâm huyết kỳ vọng của trường. Thì ngoài ra thì trường cũng có cái chương trình song bằng, có nghĩa là bạn đăng ký vào bạn học, thay vì 4 năm bạn có một cái bằng đại học thì bây giờ bạn tích hợp cái chương trình, tích hợp bạn học thêm nửa năm nữa chẳng hạn, hoặc là 1 năm nữa thì bạn có thể có được 2 cái bằng đại học, nó gọi là chương trình song bằng, là có kiến thức bổ trợ cho nhau. Ví dụ như chương trình ngành quản trị nguồn nhân lực thì liên quan làm việc đến vấn đề là liên quan đến con người này nọ, phát triển về nguồn nhân lực, thì bạn phải hiểu một cái kiến thức rất là quan trọng, đó là kiến thức về tâm lý học. Và vì vậy thì trường Hoa Sen là liên giữa 2 ngành, ngành quản trị nhân sự và ngành tâm lý học, để nó ra được một cái chương trình song bằng là tâm lý học và quản trị nhân sự, Như vậy thì sinh viên ra trường sẽ có như hai 2 bằng bằng đúng không hai bằng ạ? dạ hoặc là ngành ngôn ngữ Anh và quản trị kinh doanh thì sinh viên sẽ có 2 bằng đó. Nó rộng đường hơn cho cái việc mà phát triển nghề nghiệp của mình, tại vì cũng không dám chắc là khi học vào thì bạn thật sự thích cái ngành mà mình đã chọn. Bạn có thể xem xét cái việc tích hợp đó, nhưng quan trọng nhất là sự tích hợp, bởi vì bữa nay nó phải là interdisciplinary, có nghĩa là nó phải kết hợp với nhiều cái trong liên với nhau, trong đó thì mình mới cạnh tranh được. Và như vậy thì cái này là cái mới, cho nên tôi với chia sẻ thêm với chỗ trao đổi thêm với chỗ thầy Quốc. Như vậy là sinh viên thí sinh á có được quyền lựa chọn cái song bằng, ví dụ thầy nói là quản trị nhân sự thì sẽ phải đi liền với tâm lý học ví dụ như Đúng vậy, rồi. thì sinh viên có được lựa chọn không, hay là ví dụ họ không thích học tâm lý học, họ muốn học quản trị nhân sự nhưng họ không thích học tâm lý học thì họ được quyền lựa chọn không, hay là mình đã có sẵn cái gói như vậy rồi họ cứ theo mà làm? Họ mình phải theo cái gói chứ, vì chương trình nó đâu phải là muốn chọn là được, mình phải có các ban chuyên môn họ phải tích hợp chương trình đó với nhau, rồi họ tính cái đường tối ưu. Rồi ví dụ như hiện nay là có 5 ngành thì là phải đọc học chọn trong 5 ngành đấy trước, rồi rồi sau đó trường sẽ phát triển căn cứ vào nhu cầu, sẽ phát triển tiếp những cái ngành tiếp theo. Tuy nhiên ở trong chương trình của trường Hoa Sen đó thì có một cái điểm mới này cũng xin chia sẻ luôn, là họ có cái ngành phụ trong bảng điểm. Ví dụ như khi là học ngành chính là quản trị kinh doanh đúng không, thì trong lúc ta học quản trị kinh doanh, người ta trong cái giai đoạn chuyên ngành về sau á, sắp sửa đi làm á, người ta thấy rất là thích thú với ngành marketing, chuyên sâu về marketing, thì người ta sẽ chọn học một số môn lựa chọn mà nó thiên về, sẽ được tư vấn là ok bạn thích ngành marketing thì người ta sẽ tư vấn, giảng viên sẽ tư vấn cho bạn là chọn một số môn chuyên về marketing để trong bảng điểm của bạn đó, nó gọi là minor discipline hay là minor major đó, thì là ngành marketing, thì có thể là sinh viên có thể tiếp cận ok về quản trị kinh doanh, nhưng mà sinh viên có thể là phát triển tiếp sâu hơn về marketing và có thể làm. Đào tạo mang tính ứng dụng thực hành để có thể là sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể là bắt ngay liền, ngay cả sinh viên mà năm tư chuẩn bị tốt nghiệp và cũng đã làm được các cái doanh nghiệp rồi, trong cái kỳ thực tập đó thì họ mời đã làm việc ở đó rồi. Thì Hoa Sen là hướng tới cái việc mà dạy thiên về ứng dụng. Tuy nhiên nói về ứng dụng thì không phải là chỉ biết kỹ thuật nghề không, nhưng mà ý là phải có cái tinh thần tư duy nữa, nhưng mà nó thiên về cái việc mà làm việc nhiều hơn là vấn đề về 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 nghiên cứu, thì cũng đó đó là cái chiến lược chung. Và cái Hoa Sen, tuy nhiên Hoa Sen cũng cái sứ mệnh của Hoa Sen hồi xưa giờ đấy là hướng tới cái giáo dục khai phóng và tinh thần công dân toàn cầu, và đẩy mạnh cái về
vấn đề về innovation, về Dạ, sáng tạo chào khởi nghiệp trong tôi. đấy, nó rất là thích ứng nhanh với những cái sự thay đổi của thị trường cũng như là sự phát triển bản thân và cống cống hiến cho cái sự phát triển của xã hội nói chung. Thì về cụ thể thì nói tới hoa sen và nói tới ngành thì chắc là nói thêm nhiều thời gian lắm, nó không hết nữa đâu. Thì xin tóm gọn như thế này, thì hoa sen là cái khoa kinh tế quản trị, cái ngành kinh tế quản trị hoa sen đấy là cái khoa lớn nhất và chiếm tới 60 đến 70% cái lượng sinh viên của hoa sen, cho nên là nó là cái ngành rất là lớn và nó có 5 cái bộ môn, và trong bộ môn thì có lại có nhiều ngành nhỏ trong đó nữa. Thì ví dụ như đầy đủ bộ môn quản trị kinh doanh, bộ môn marketing, bộ môn kinh doanh quốc tế, rồi trong đó có ngành ngoại thương logistics đồ vân vân. Rồi ngành tiếp theo là ngành tài chính kế toán, và ngành sau cùng cũng rất là quan trọng hiện nay mà cái tỷ lệ và có việc làm và mức lương cũng rất là cao, đấy là cái ngành về hệ thống thông tin quản lý MIS. Thì là năm năm cái bộ môn lớn như vậy, thì trong đó có nhiều ngành. Thì thực ra cái khi mà quản lý khoa đó thì Quốc thấy là cái khoa nó lớn quá, nó lớn đến mức mà bây giờ ở một cái quy mô là khoa là không thể nào khó khó mà gọi như phát triển mạnh lên được nữa. Tại vì cho nên là cũng đang phụ trách cái dự án là phát triển cái khoa thành Thành một cái trường business school, business có nghĩa là giống như trường kinh tế, giống như mấy cái trường đấy đó, đào tạo khối kinh tế, là nó phải là business school để nó có thể tiếp cận mạnh mẽ hơn, tự chủ hơn và sáng tạo hơn để tiếp cận với những cái trường hoặc là những cái tiêu chuẩn về học thuật về này nọ, đào tạo tốt hơn. Thì đó là cái chung. Và để chuẩn bị cho việc đấy đó thì Hoa Sen khoa kinh tế quản trị đã có rất là vinh hạnh khi được có được cái sự công nhận lần hai năm cái ngành mà đạt chuẩn về của Mỹ, đó là ACBSB, đó là năm cái ngành được đạt chuẩn. Cái đó thì cái đó là trường là cũng là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam đạt cái chuẩn chuẩn quốc tế của Mỹ về những cái khối ngành liên quan đến kinh tế. Thì tiếp theo nữa đấy là cái những cái chương trình đặc biệt khác thì nãy Út đã trình bày tóm được rồi. Bây giờ chỉ xin phép được tóm gọn lại những cái triết lý, những cái quan trọng trong quá trình đào tạo để nó thực hiện cái chiến lược là thiên về ứng dụng. Thứ nhất là sinh viên ấy là có đặc biệt là có hai cái kỳ internship giống như mô hình của châu Âu và nước ngoài đấy. Có nghĩa là sinh viên trong quá trình học, ví dụ như là cuối năm 2 hoặc là đầu năm 3 thì sinh viên có được một kỳ gọi là kêu là thực tập nhận thức, là sinh viên làm việc khoảng 3 tháng ở doanh nghiệp ha, rồi sau đó về báo cáo rồi viết báo cáo rồi trình bày vân vân để biết được cái thực tế là như thế nào. Rồi đến cái năm mà năm cuối đấy thì sinh viên có khoảng 6 tháng đi làm việc tại các cái doanh nghiệp, thì Hoa Sen cái khoa kinh tế quản trị sẽ ký kết với những cái đối tác doanh nghiệp lớn đó để đưa sinh viên tới làm việc, và có thể họ sẽ nhận được một cái mức lương thù lao của doanh nghiệp vân vân. Thì trong quá trình đó thì cô hướng tới là có thể làm việc ở các cái doanh nghiệp đấy luôn. Đó là cái một cái chiến lược quan trọng mà đang thực hiện cũng rất là tốt. Rồi cái mạng lưới luôn luôn phát triển, ở trường thì có cái bộ phận quan hệ doanh nghiệp và phần dịch vụ sinh viên, thì họ phát triển liên tục, phát triển cái mạng lưới doanh nghiệp. Tiếp theo nữa là cũng ký kết với những cái đơn vị mang tính chất nghề nghiệp quốc tế đó. Ví dụ như là cái ngành kinh doanh quốc tế thì chúng tôi đang hợp tác đào tạo với Fiesta, có nghĩa là tổ chức hàng hải quốc tế đó, là học xong bên đó họ dạy tham gia khoảng 6 7 môn bên này, thì cùng chuyên gia phối hợp giảng dạy, thì chúng tôi sẽ sinh viên ra thì có thể là qua một cái kỳ thi mà cấp cái chứng chỉ quốc tế đó luôn, về liên quan đến vấn đề logistics rồi đó. Rồi cái tiếp theo là cái ACCA hoặc là CBA của Úc đó, thì cũng đã làm việc đối tác và có thể hỗ trợ trong cái khung chương trình đào tạo. Rồi tiếp theo là rồi tiếp theo là chúng tôi tổ chức những cái trung tâm mà gọi là trung tâm mô phỏng á, thực hành á, có nghĩa là ERP chẳng hạn, hệ thống thực hành quản lý doanh nghiệp, thì chúng tôi kết hợp với các cái đơn vị công nghệ thông tin rồi mấy cái đơn vị mà làm chuyên về CRM, thì kết hợp với lĩnh vực industry á, mời họ tới rồi set up hệ thống, rồi sinh viên có thể làm thực tập trên mấy đó này nọ, đủ như là làm việc ở thực tế vậy đó. Rồi liên quan đến ngành tài chính ngân hàng thì bên này đã làm việc cũng ký với công ty chứng khoán HSC thành phố. Lúc đầu thì chúng tôi định lập sàn chứng khoán ảo, nhưng mà không, bây giờ chúng tôi mở cái điểm giao dịch thật luôn, thì có thể sinh viên sẽ giao dịch trên đấy và in cái lịch sử giao dịch ra, thì sinh viên có thể nộp cái lịch sử giao dịch luôn cho các nhà tuyển dụng ở các cái quỹ đầu tư hoặc là các cái đơn vị công ty chứng khoán đó, thì công ty cái xác suất họ nhận được cái việc làm rất là tốt. Rồi cái điểm sau cùng mà cái cũng là một cái chiến lược quan trọng của Hoa Sen, không không những ngành kinh tế mà tất cả những cái ngành khác về ngành nghệ thuật rồi này nọ, thì là tăng tính trải nghiệm. Có nghĩa là như giống như cô Hạnh nói là học tập suốt đời đấy. Rồi bây giờ thì cái người thầy giáo không phải là cái người độc quyền về cung cấp cái tri thức cho sinh viên nữa, mà sinh viên phải tự học.
Như vậy thì chúng tôi sẽ trang bị cái critical thinking, rồi cái khả năng về anh sinh ngữ, anh ngữ, rồi để sinh viên có thể tự học, dựa trên cái đó sinh viên có thể tự học. Và chúng tôi cũng áp dụng những cái gọi là e-learning hoặc là smart city để sinh viên có thể tiếp tự động, tự chủ trong việc tiếp cận với cái nguồn kho tư liệu. Như vậy thì chúng tôi tăng cường cái tính trải nghiệm đó, có nghĩa là sinh viên đến trường thì trải nghiệm cùng chúng tôi tổ chức các hoạt động startup, tổ chức các hoạt động vận hành doanh nghiệp mô phỏng vân vân, có nghĩa là thảo luận, mang tính thảo luận nhiều hơn, hoặc là tự sinh viên khi chúng tôi tổ chức các cuộc thi thì ok, giảng viên chỉ là cố gắng thôi để cho mấy em tự làm hết. Thì sắp tới chúng tôi có tổ chức cái cuộc thi là thách thức ngành quản trị, thì chúng tôi kéo dài trong vòng 3 đến 4 tháng thì sinh viên sẽ đi các doanh nghiệp thực hành. Nói chung là chúng tôi thả sinh viên ra, sau khi mà trang bị ban đầu thì chúng tôi sẽ thả sinh viên ra để trải nghiệm, sau đó về đúc kết thì thầy cô sẽ hướng dẫn tiếp. Và tin rằng với một cái cách tiếp cận như vậy thì chúng tôi hy vọng là sinh viên có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận. Tăng trưởng nhanh như vậy hết. Bây giờ đặt câu hỏi là tại sao nói như vậy mà bao năm nay là khối ngành kinh tế vẫn lúc nào cũng tăng, đúng không? À, đúng rồi. Là cái người mà đánh giá thị trường chính xác nhất là người số đông, Ừ. số đông đánh giá, đúng không nào? Công chúng đánh giá là chính xác nhất, và đây đó nó thể hiện qua việc là cái con số lượng thí sinh ấy mà đăng ký trong ngành khối ngành kinh tế nó luôn luôn tăng và trưởng vào các năm, là có lý do của nó. Chúng ta thấy là ví dụ như là nhắc lại là kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt, rồi toàn cầu hóa, rồi những cái chính sách kinh tế của Việt Nam gần đây cũng rất là mạnh mẽ, trong việc chính sách kinh tế mở mạnh mẽ hơn nữa, ví dụ như là hiệp định thương mại tự do châu Âu Việt Nam, rồi AFTA ASEAN cũng bắt đầu đang bắt đầu luôn rồi, rồi cái khối về cái tự do châu Á Thái Bình Dương thì cũng đã đang xúc tiến rất là mạnh mẽ. Rồi những cái dịch chuyển về luồng vốn đầu tư quốc tế, người ta cũng luôn luôn dịch chuyển liên tục về những cái nước mà có cái nguồn nhân trẻ, năng lực trẻ như Việt Nam. Đấy thì chúng ta thấy rằng là, và chúng ta biết rằng là trong cái nền kinh tế mà thay đổi nhanh như vậy, rồi với lại là cái dường như là cái nó không còn biên giới nữa, thế giới phẳng mà, thì vì cái dịch chuyển nguồn lực nó không còn mang tính địa phương một cách thông thường nữa mà mang tính toàn cầu. Ví dụ như một doanh nghiệp ở đây có ý tưởng, nhiều khi họ mở công ty ở đây, họ mở công ty ở Singapore, đúng không? Và nhưng mà cái văn phòng nó vẫn ở đây, và mọi việc cái người ta outsource ra những cái khu vực mà có lợi thế cạnh tranh về cái giá của nguồn nhân lực, thì Việt Nam vẫn còn cái đấy mà. Như vậy vấn đề quan trọng là đừng lo thiếu việc làm. Dĩ nhiên thị trường phải cạnh tranh thì bạn mới được lương tốt chứ, đúng không nào? Và bạn phải lưu ý rằng là sinh viên ấy, học sinh lưu ý rằng là cái range về lương của khối ngành kinh tế là cái range rất là rộng, đúng không? 5 triệu cũng có, rồi ngàn đô cũng có mà, đó là chuyện bình thường. Và đừng đừng lo là thị trường thiếu thiếu việc làm, mà hãy lo tập trung là cái sự rèn luyện của mình ấy, nhớ cô nói, cô Hạnh nói đó, và về kỹ năng mềm và kỹ năng cứng. Kỹ năng cứng là chuyên môn, kỹ năng mềm đặc biệt là kỹ năng về tư duy, kỹ năng về ngôn ngữ tiếng Anh và kỹ năng về tin học để có thể tiếp cận những cái nền kinh tế số hiện nay. Ở Hoa Sen á, thì nhắc chút xíu là chúng tôi rất chú trọng mạnh cái môn Critical Thinking này, rồi môn Change Management này, và quản trị sự thay đổi này, và môn Negotiation Skills là môn kỹ năng đàm phán kinh doanh. Tiếng Anh thì là đổ đổ nền rồi, ví dụ là statistics in business, thống kê trong kinh doanh, chúng tôi sẽ áp dụng những cái thuật toán nó cũng không phải quá phức tạp đâu. Rồi chúng tôi cũng có cái hệ thống ngành, hệ thống thông tin quản lý đó, thì nó bổ trợ cho cái vấn đề về 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 học đó rất là mạnh. Thì như vậy thì chúng ta thấy là tóm lại là ở các bạn đó, đừng đừng lo thị trường lúc này là không thiếu việc làm cho bạn đâu, vấn đề quan trọng là cái motivation, cái động lực, cái động lực, cái động cơ, động lực, cái ý chí của bạn như thế nào. Không không ai có thể là giỏi ngay từ đầu cả, tất cả đều phải là rèn luyện mà lên. Thì Quốc nghĩ rằng là các trường đại học bây giờ cũng đang cải cách rất là mạnh mẽ trong việc luôn luôn cập nhật chương trình để mong đem tới cái dịch vụ tốt nhất cho sinh viên, giống như chị Ngân vừa nói, đó là làm sao cho lúc nào cũng thực hiện cái sứ mệnh là vừa đào tạo, không những đào tạo mà phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chứ. Thì đó cũng là cách mà các trường tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế rồi đó. Thực ra nãy giờ nói là phải có nhiều kỹ năng thế này thế kia,
Nhưng mà theo những cái nghiên cứu và những cái nghiên cứu khoa học cũng như là những cái ý tưởng của các cái người nghiên cứu về tâm lý học và những nhà triết học đấy, thì chúng ta thấy là não chúng ta là không có không 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 có cố định, cho nên là quan trọng là cái động cơ của các bạn và sự yêu thích của các bạn mà thôi. Chứ ví dụ như bạn rất yêu thích kinh tế mà tự nhiên bạn nói là ồ mình cũng không phải thật sự là người năng động, hoặc là mình cũng không phải thật sự là người giỏi ngoại ngữ, được được không sao không sao. Các bạn quan trọng là cái sự yêu thích và cái động cơ, các bạn cứ đăng ký vào học cái này đó, rồi trong quá trình đó thì các thầy cô và trường sẽ đào tạo phát triển và rèn luyện chúng ta phát triển lên thôi. Có vấn đề quan trọng là cái cơ hội việc làm của bạn như thế nào và sự yêu thích của bạn ra sao. Còn về những cái kỹ năng thì các bạn có thể là chưa đáp ứng hiện nay bây giờ được đâu, cho nên là các bạn cứ tự tin thoải mái. Cảm ơn.